Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tin nóng 24 giờ của báo Tuổi trẻ, thứ bảy ngày 31 tháng 10. Chương trình hôm nay bao gồm những nội dung chính sau đây. Lật tàu chở hàng, 5 người mất tích ngoài khơi luồng xoài rạp. Một huyện ở tỉnh Bạc Liêu nợ như chú chổm vì xây dựng nông thôn mới. Quảng Nam bắt xe tải chở 9 tấn xương thối để làm bột nêm. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều kênh rạch tắc nghẽn vì lục bình và rác. Điều tra vụ bà chủ tiệm bánh mì bị đánh hội đồng ở Nghệ An. Xe máy chở đường lậu tông chết người đi bộ. Tiêu điểm hôm nay là ghi nhận của Tin nóng 24 giờ về việc nhiều danh lam thắng cảnh ở tỉnh Đắk Lắk phải kêu cứu. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho chương trình Tin nóng 24 giờ ngày hôm nay là một thông tin mà ai điệp nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đang rất là quan tâm. Đó là sự kiện một chiếc tàu chở hàng bị lật ngoài khơi luồng xoài rạp khiến cho 5 người bị mất tích. Phóng viên Tin nóng 24 giờ đã có mặt tại hiện trường từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay. Mọi nỗ lực tìm kiếm cứu hộ đều diễn ra rất là tích cực. Thế nhưng điều đáng buồn là chỉ cứu được một người. Trước đó vào tối 30 tháng 10, khi tàu Hoàng Phúc 18 đậu cách bờ biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 7 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Lúc đó trên tàu có tổng cộng 16 thuyền viên, 11 người đã được cứu sống, 5 người mất tích. Đến 8 giờ 30 sáng nay, tàu cứu hộ và tàu cá của người dân đã tiếp cận được hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền. Qua xác định có nghe thấy tiếng người còn sống trong khoang, nhưng chưa xác định chính xác có mấy người trong đó. Lực lượng cứu hộ đang đem bình oxy vào trong. Đến khoảng gần 12 giờ ngày 31 tháng 10, thuyền viên Nguyễn Trung Tường quê ở Hải Dương đã được cứu thoát, 4 người còn lại vẫn bặt vô âm tín. Đến cuối giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tạm ngưng tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích do sóng to gió lớn. Theo lực lượng chức năng, khả năng sống sót của những người này là không cao. Mặc dù đã có quy định hẳn hoi là các du khách trên các tuyến tàu biển phải mặc áo phao trong suốt hành trình, thế nhưng tại các tuyến tàu chở khách tham quan Vịnh Nha Trang, việc cần thiết này chỉ được thực hiện mang tính đối phó. Khâu kiểm tra việc chấp hành trang bị áo phao cho khách tại cảng Cầu Đá do các nhân viên của cảng vụ Nha Trang thực hiện khá nghiêm túc khi xuất bến. Tuy nhiên, đến lượt quay về thì phần lớn khách đã không áo phao trên người vì lượt về không phải qua khâu kiểm tra chặt chẽ, dù đi hay về cũng trên những đoạn đường vượt biển. Mô hình tham quan các đảo bằng tàu biển luôn rất thu hút du khách khi đến Nha Trang và lưu lượng các tàu biển xuất cập bến trong ngày là rất lớn. Vì vậy, việc thực hiện mặc áo phao cho du khách mang tính đối phó như thời gian qua là rất đáng báo động. Hãy thực hiện nghiêm túc những điều cần thiết này trước khi những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp theo là một thông tin trên báo Tuổi trẻ đang được rất nhiều người quan tâm trong ngày hôm nay. Đó là câu chuyện huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã nợ như chú chổm vì vung tay quá tráng để xây dựng nông thôn mới. Việc vung tay quá tráng trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2015 đã gây ra nhiều hệ lụy. Không chỉ nợ các nhà thầu mà huyện Phước Long còn nợ cả lương giáo viên. Theo lãnh đạo huyện, huyện đang nợ các nhà thầu trên 373 tỷ đồng. Theo kế hoạch 5 năm xây dựng nông thôn mới, huyện cần đến hơn 5.000 tỷ đồng. Thế nhưng ngân sách chỉ rót về cho huyện gần 700 tỷ. Doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân đóng góp thêm gần 100 tỷ. Mỗi năm Phước Long thu ngân sách được 50 tỷ. Điều này có nghĩa trong 5 năm xây dựng nông thôn mới, Phước Long cần một nguồn vốn tương đương 100 năm ngân sách ở thời điểm hiện tại. Sáng nay ngày 31 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai gói thầu K cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàn thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Đây là một trong 19 tuyến đường thuộc dự án đào đường để cải tạo cống thoát nước chống ngập có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài 3 năm với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, tập trung ở 3 quận là quận 5, 6 và 11. Trước mắt sẽ lắp đặt hơn 10 km cống thoát nước và khôi phục hai đoạn kênh Hàng Bàn và lắp đặt 3 trạm bơm chống ngập nước trên đường Phan Văn Khỏe, Cầu Mé và Phạm Phú Thứ. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2015 đến ngày 10 tháng 4 năm 2016 sẽ thi công rào chắn đường Mai Xuân Thưởng, trong đó sẽ rào chắn từng đoạn. Từ đường Lê Quang Sung đến Hậu Giang sẽ cấm các loại xe ba bánh, ô tô và xe tải lưu thông. Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác ở quận 5, quận 6 và quận 11 sẽ rào chắn thi công đặt cống thoát nước từng đoạn hoặc nguyên tuyến đường. Chiều ngày 30 tháng 10, trong lúc yêu cầu dừng xe kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một xe tải chở hơn 9 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tài xế điều khiển xe tải này tên Trần Văn Viên, ngụ xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã không xuất trình được các loại giấy tờ hợp lệ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số lượng xương động vật trên, nhưng khai nhận được thuê chở số hàng trên từ Đà Nẵng giao cho khách hàng ở Quảng Nam. Số hàng sẽ được tiếp tục chuyển vào Nam bán cho những cơ sở sản xuất bột nêm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Quảng Nam để điều tra làm rõ. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ nhiều người vận chuyển thuốc lá lậu với đủ kiểu ngụy trang để qua mặt ngành chức năng.
Người đàn ông này là Lâm Út Huyền, ngụ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã ngụy trang 120 cây thuốc lá ngoại trong những bao thức ăn gia súc và phủ bạt che chắn. Còn ông Lê Thành Tài, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã giấu rất kỹ 300 gói thuốc lá trong cốp xe. Một trường hợp khác giấu 300 gói thuốc lá trong một giỏ sách lớn và bên trên che chắn bởi 8 con vịt chạy đồng. Gần đây, trước sự kiểm soát gắt gao, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu và phân phối thuốc lá thành những gói nhỏ và vận chuyển bằng xe máy để ít bị phát hiện. Sau thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 30 tháng 10, thành phố Đà Nẵng cũng đã ra quân xử lý những chiếc xe gắn máy, xe mô tô do người dân tự sản xuất, lắp ráp trái quy định, còn gọi là xe mù. Theo đó, những xe mô tô bị thay đổi khung, xe không có còi, đèn, biển số sẽ bị tịch thu. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng sẽ tập trung xử lý khâu kiểm tra giấy đăng ký xe, có đối chiếu với số khung, số máy thực tế của phương tiện đã bị tạm giữ. Trường hợp phát hiện có sự thay đổi số khung, số máy thì trưng cầu giám định tại Phòng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự, lấy lời khai người điều khiển, chủ phương tiện, chuyển hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định. Kênh rạch là nhánh thoát nước rất quan trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng hiện nay có rất nhiều con kênh bị tắc nghẽn dòng chảy vì lục bình và rác. Kênh Tham Lương, đoạn song hành đường CN1 khu công nghiệp Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành điểm tập kết phế phẩm ngành dệt may của các xưởng xung quanh. Rác từ trên bờ tràn xuống phía dưới kênh cùng với rừng lục bình đã biến đoạn kênh này không còn dòng chảy. Còn đây là đoạn kênh 19 tháng 5, chạy qua đường Tân Kỳ, quận Bình Tân. Nhìn từ xa như một đồng cỏ, nhưng thật sự đó là một dòng kênh chết. Cỏ, rác, lục bình đã làm cho nước tù và ô nhiễm trầm trọng. Tình trạng phố biến thành sông, một phần cũng do những tuyến kênh thoát nước này không được nạo vét, dọn cỏ rác để khơi thông dòng chảy. Quảng cáo trên tin nóng 24 giờ, xin liên hệ công ty Sen Vàng, 33-20 Lý Văn Phúc, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0945-666-803. Sữa chua thạch men sống lớp Infam mới, vừa ngon vừa nhẹ bụng, giá chỉ 4.000 đồng. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh này có tất cả 23 di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng, trong đó có 16 di tích danh lam thắng cảnh được công nhận cấp quốc gia. Đây được xem là lợi thế để phát triển du lịch theo hướng sinh thái, kết hợp với truyền thống văn hóa của các dân tộc. Thế nhưng hiện nay, có rất nhiều danh lam thắng cảnh như Hồ Lắc, Thác Gia Long, Thác Bảy Nhánh, Biệt Điện Bảo Đại đang trong tình trạng xuống cấp hoặc bị thủy điện bất tử. Mục tiêu điểm hôm nay sẽ là những thông tin đáng quan tâm cho những ai đang yêu mến vùng đất Tây Nguyên này. Với 16 di tích danh lam thắng cảnh được công nhận cấp quốc gia, tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là có lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều danh lam thắng cảnh nổi đang trong tình trạng xuống cấp hoặc bị thủy điện bức tử. Đây là thác Gia Long thuộc địa phận xã Ea Na, huyện Krông Anna, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 18 km. Thác Gia Long là một thác nước đẹp trong hệ thống thác trên sông Serepok. Năm 1999, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận thác này là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Mang trong mình những dấu tích của một thời vua chúa, thác Gia Long từng là khu du lịch sinh thái hấp dẫn, nhưng đến nay các hoạt động du lịch phải tạm ngừng. Nhiều hạng mục tại khu du lịch này đang bị xuống cấp, cầu treo rệu rã, khu nhà nghỉ phục vụ du khách bị bỏ hoang. Nguyên nhân là khi năm 2010, nhà máy thủy điện Buôn Cốp đi vào vận hành chặn nguồn nước trên sông Serepok, khiến thác luôn trong tình trạng khát nước, không thu hút được du khách tham quan. Cách thác Gia Long khoảng 3 km về phía hạ nguồn là thác Roi Nua, cũng là một danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nổi tiếng bị ảnh hưởng bởi thủy điện. Theo người dân địa phương, trước đây thác Roi Nua hoang sơ và hùng vĩ, khiến du khách đắm say, nhưng từ khi thủy điện Buôn Cốp chặn dòng khiến thác không còn sự hùng vĩ. Vào mùa khô, thác luôn trong tình trạng thiếu nước. Lượng khách tham quan thác cũng vì thế giảm dần. Thật khó tin rằng bãi đá trơ trọi này từng là một trong 7 nhánh thác nước chảy hiền hòa êm ả ở khu du lịch Bản Đôn, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. Nơi đây giờ không còn cảnh những chú voi chở khách vượt sông nữa. Chúng chỉ việc thong thả đi qua những vũng sình lầy, thậm chí du khách có thể đi dạo trong lòng sông. Trước đây, sông Serepok chảy gặp một gành đá lớn, chia làm 7 dòng sông nhỏ tràn qua các tảng đá, tạo nên khung cảnh kỳ thú, nên thơ, và từ đó cái tên thác 7 nhánh ra đời. Thế nhưng, thác giờ đã chết khô, không còn nhánh nào. Chính thủy điện Serepok 4A đã làm khoảng 20 km sông Serepok, đoạn qua huyện Buôn Đôn, bị khô cạn, ảnh hưởng đến khu du lịch Bản Đôn cũng như cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng này. Từ lúc người ta đập cái thủy điện, người ta ngăn nước lại thì không thả nước về đây nữa. Đâm ra thì mấy cây xanh ở đây tại vì do thiếu nước nó không thể sống được thì cây xanh nó khô cằn. Và cái nước lượng khách vào đây thì người ta không thích vào, khi mà thấy nó rất là khô cằn thì giảm lượng khách rất là nhiều, giảm một nửa lượng khách.
không chỉ là nạn nhân của thủy điện, một số di tích danh thắng nổi tiếng khác ở Đắk Lắk như Hồ Lắk, Biệt Điện Bảo Đại cũng đang bị xuống cấp. Là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau hồ Ba Bể, Hồ Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng cho đến nay, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này vẫn chưa được đầu tư xứng tầm. Con đường xanh mát đi vòng theo hồ hiện nay đầy rác do người dân và khách du lịch bỏ lại. Cách đó không xa, Biệt Điện Bảo Đại nằm trên đồi cao nhìn xuống toàn cảnh Hồ Lắk, được trưng dụng thành khách sạn, nhà hàng cũng đang ngày một xuống cấp và ế ẩm khách tham quan. Tất cả các dự án, các ý tưởng phát huy các danh lam thắng cảnh này mới chỉ dừng lại ở mức lập đề án và xin chủ trương để phát huy. Có một số giải pháp có thể nêu ra ở đây, ví dụ như là kết hợp với các công ty, các đơn vị làm du lịch đưa những cái danh lam thắng cảnh này vào để quảng bá, để vào các tour tham quan du lịch của du khách đến với Đắk Lắk. Cái thứ hai là tiếp tục làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan để bảo vệ hiện trạng cái lượng nước và cái cảnh quan xung quanh những cái danh lam thắng cảnh này để đảm bảo cái vẻ đẹp thẩm mỹ và cái giá trị khoa học của những danh lam thắng cảnh này. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch tỉnh này đã đón trên 400.000 lượt khách với tổng doanh thu trên 300 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý, lượng khách nước ngoài từ Nha Trang và Đà Lạt đến Đắk Lắk tiếp tục tăng. Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã và đang kiến nghị các bộ ngành liên quan cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn về việc quản lý các khu du lịch, đồng thời hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các mô hình du lịch chuẩn quốc gia để phát triển tiềm năng và thế mạnh du lịch của địa phương. Mong rằng một ngày không xa, vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên sẽ được trả lại như vốn có của nó. Bổ gan giải độc Lipsin 94 phốt giúp tăng cường và bảo vệ chức năng gan. Thưa quý vị, trong những ngày qua, cư dân mạng hết sức bất bình về một đoạn video ghi lại cảnh bà chủ tiệm bánh mì tại thành phố Vinh, Nghệ An bị một nhóm người đánh hội đồng một cách dã man. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Chung, 25 tuổi, bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng khi chị nhắc nhở nhóm thanh niên trên gây mất trật tự trước cửa hàng của gia đình mình. Bị đánh bất ngờ bởi nhiều người, chị Chung chỉ can ôm đầu chịu trận. Ba thanh niên làm cho tiệm nhà chị ra can ngăn cũng bị nhóm người này tấn công. Một người trong nhóm thanh niên này còn cầm một khẩu súng ngắn, nghi là súng hoa cải tự chế, chĩa vào chị Chung và những nhân viên khác để dọa bắn. Công an thành phố Vinh đã vào cuộc để điều tra nhóm người hung hăng này. Chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông. Một thanh niên ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trong lúc đi bộ qua đường đã bị hai xe máy chở đường lậu chạy bạt mạng tông chết. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30 tháng 10 tại tuyến đường DT841, đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Ngự. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Kiên, 30 tuổi. Người dân chứng kiến kể lại, lúc ấy anh Kiên đi bộ băng qua đường thì bị xe gắn máy biển kiểm soát 66K85431 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính điều khiển chở 5 bao đường tông ngã. Lúc ấy một thanh niên khác cũng với những bao đường cát chở phía sau lao tới cán qua, hậu quả anh Kiên tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, hai đối tượng đã bỏ trốn. Tại thành phố Sa Đéc, một xe tải trong lúc rẽ trái đã tông trực diện vào xe máy, khiến cho hai người trên xe máy bị thương rất nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại điểm giao nhau giữa đường DT848 và đường tỉnh lộ 852 thuộc địa phận phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Tài xế điều khiển xe tải tên Nguyễn Thành Tú, khoảng 40 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hai người bị thương nặng gồm một nam, một nữ đã được người dân đưa đến bệnh viện Sa Đéc cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe mô tô bị hư hỏng phần đầu và chỉ nằm cách bánh xe trước của xe tải vài tấc. Rất may là thời điểm đó xe tải đã giảm tốc độ để chuyển hướng nên hai người trên xe máy không nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu quan sát trong lúc chuyển làn đường, chiếc xe tải cẩu đã tông vào một xe máy chạy cùng chiều, khiến cho một người đàn ông bị bốn máy công nghiệp cỡ nhỏ đè lên người bất tỉnh. Trưa ngày 30 tháng 10, người đàn ông trung niên chạy xe máy chở theo hai máy giũa sắt và hai máy tời phía sau trên xe máy, chạy trên quốc lộ 1 hướng từ An Sương về An Lạc. Khi vừa qua hầm chui Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10 mét thì bị xe tải cẩu 14 tấn chạy cùng chiều chuyển từ làn ô tô sang làn xe máy tông trúng. Bốn máy công nghiệp cỡ nhỏ phía sau đã gây thương tích nặng cho người đàn ông này. Nam thanh niên nằm gục tại chỗ sau khi lao thẳng xe máy vào đuôi xe tải đang dừng đậu trên dốc cầu vượt tỉnh lộ 10 thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 30 tháng 10. Nạn nhân là Phan Lê Thanh Minh, 20 tuổi, quê Bình Định, chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Cú tông cực mạnh khiến anh Minh ngã gục tại chỗ, được người dân đưa vào bệnh viện Quốc Ánh gần đó cấp cứu nhưng được chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Giấy trong tình trạng rất nguy kịch. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe tải Hồ Anh Hiển, 30 tuổi ở quận 9 cho biết do xe gặp sự cố hết dầu nên buộc dừng đậu lại ngay dốc cầu. Trong lúc tài xế đi mua dầu thì không may xảy ra tai nạn.
Quý vị thân mến, chương trình Tin Nóng 24 giờ của báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện đến đây là hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón xem chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ tại địa chỉ tv.tuổitre.vn và tuổitre.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bổ gan giải độc Lipsin 94 phốt giúp tăng cường và bảo vệ chức năng gan.